Năm nay, dù tình hình thời tiết không mấy thuận lợi do mưa thất thường, trái mùa, nhưng các nhà vườn ở miền Tây Nam Bộ vẫn đang hối hả chuẩn bị để cho ra mắt những sản phẩm trái cây tạo hình đẹp mắt để phục vụ người dân đón Tết Quý Mão 2023. Tại tỉnh Vĩnh Long, có mô hình liên kết 5 nhà vườn để thành lập hợp tác xã sản xuất trái cây tạo hình và riêng diện tích bưởi Năm Roi, giống bưởi đặc sản của Vĩnh Long, được liên kết làm bưởi tạo hình là khoảng 2.000 hecta. Một nhà vườn cho biết, giống bưởi Năm Roi có da láng nên khi tạo hình sẽ lên chữ rất đẹp và bán sẽ có giá. Dự báo những sản phẩm tạo hình đẹp, tốt thì giá sẽ cao hơn năm vừa qua. Giá bưởi loại đẹp hàng, lên da đẹp có giá dao động từ 800.000 đến 1,2 triệu đồng một trái. Còn những sản phẩm bình thường thì giá khoảng 700.000 đến 800.000 đồng một trái.